mà nhớ là Vinh Nguyên Phê Căng Trương rồi. Ui ôi, để nó cầm bóng thêm. Ôi, vào 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 đâu, vào cột cơ mà. Vào vào đâu, ta đã bảo bóng đã vào đâu, bóng vào cột dọc cơ mà, vơ vả vẩn mẹ chúng mày. What? Đâu? Nó ở đâu? Đây này mẹ ơi, đây này con. Được chưa? Tao nói cho mày biết nhá, trời xanh mây trắng lắng vàng, mày mà đánh thì mồm mày toang. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, nó là bảo bối, còn nào dám dây. Quá mắt nó tự đổi màu à? Ôi trời ơi, còn có biết gì đâu, vừa mới ra mà. Thế mày không tác động vào ý thì sao nó trở thành Yuka? Không không, con không làm gì cả. Thế thì làm sao mắt nó tím? Tại nó va nhầm vào nắm đấm một con. Nắm đấm một con. Tao đã bảo mày rồi, không được đánh em. Sao mày còn làm như thế? Thì lúc đánh nó, con toàn gọi nó là anh. Lên là con đánh anh chứ không có đánh em đâu. Thế lý do gì mà mày đánh con tao? Đấy là tại nó ấy, nó không nghe lời con. Mày bảo cái gì mà nó không nghe? Cho anh đấm trận. Cho anh đấm trận. Thế còn lý do gì nữa không? Con bảo làm đỡ nhưng mà nó không giúp. Việc tao giao mày, sao nó lại phải làm? Không làm thì làm gì con? Đánh anh đầu nhá, mạnh nhá. Thế nó bé hơn mày, mày đánh nó mày không thấy nhục à? Con cũng bé hơn, mẹ đánh con xong mẹ không thấy nhục à? Một mẹ chớ ngoài đá nhau, mày không nhớ à? Con nhớ, nhưng mà con với nó khác mẹ. Chúng mày đều là con tao, khác mẹ gì? Mẹ với nó là mẹ yêu, còn mẹ với con là mẹ cha mày. Cha mày, mẹ cha mày, mẹ cha mày. Đấy nhá, đấy nhá, đấy nhá, đấy nhá, lại mẹ cha mày nữa rồi. Thế sao mày không bắt nạt con nhà người ta mà mày cứ đánh con tao? Con nhà người ta thì làm gì tới ảnh hưởng đến quyền của con? Em nó thì ảnh hưởng gì tới quyền của mày nào? Quyền thừa kế. Quyền thừa kế. Thiên vị nó vô lý, nó vừa vừa. Tao thiên vị chỗ nào? Con đánh nó thì mẹ trả thù chắc chắn, còn nó đánh con thì mẹ bị. Ôi trời ơi, mẹ có biết vì sao con hay tị với nó không? Vì sao nào? Vì nó thì mẹ cho ôm cho ấp quá chuẩn, còn con mẹ cho nằm sấp nằm bò. Thằng kia, mày đừng giả vờ nữa lín này. Ô anh, mày đánh người ta xong mày còn cấm người ta khóc à? Thế sao lúc con khóc vì mẹ đánh thì làm sao? Mẹ toàn quát mày cầm ngay mồm vào. Mày là anh nó, trách nhiệm của mày là phải yêu thương bảo vệ nó. Trách nhiệm của con là yêu thương bảo vệ nó. Chính xác. Còn nghĩa vụ của nó là gạch tên con của bia đổ. Ôi trời ơi, thế nó náo gì mà mày quậy? Nó bảo là trên sân bóng có 11 cầu thủ. Thế nó nói có sai đâu mà mày kêu láo? Sao Thái Lan đá với Việt Nam lại có 12 người? Nó có sai thế nào đi chăng nữa, nó có đánh mày chảy máu đầu đi chăng nữa, ôi trời thì ơi, mày cũng phải nhịn, phải gọi tao ra xử lý. Mẹ xử lý thế nào? Nó trẻ con, nó có biết cái gì đâu. Anh ơi, anh em đây. Anh đi, anh nuôi em phát rồi. Cho anh máu này anh ơi. Sao? Sợ à? Không dám đánh thằng em này à? Cày tên nhờ. Thế nào? Yếu thế, nhát thế. Tao không dám đánh mày. Ôi trời ơi, người khác sẽ đánh mày. Không được kêu đà. Ở phần cuối của video thì cho mình xin một chút thời gian để mình cảm ơn hai bạn, đó là bạn Hoàng Khoa Kim Minh và bạn Ngọc Nhàn đã tham gia hội viên của mình, đặc biệt là bạn Ngọc Nhàn. Và bạn Ngọc Nhàn đã tham gia rất là nhiều và liên tục trong vòng các tháng vừa qua. Mình rất là biết ơn bạn Ngọc Nhàn luôn, bởi vì các bạn đã cho mình thêm động lực, cho mình đã thêm thu nhập. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng làm những video hay hơn. Cảm ơn mọi người.